mày chắc, mày giỏi mày chắc đi, tao cho mày chắc. Bây giờ nước tương với dầu để dưới trước đi, mày để lên sau. Má đâu ngồi dưới lên vậy? Má ngoài sao dở con ghế à? Giờ dầu để vô trước đi. Giờ nè bé Hân, mì mà để ngoài sau một hàng lên bé Hân, lên trên đi. Lên luôn đi, lên luôn đây nè. Còn dầu nữa. Nè, đi lên đây nè, lên trên đó. Má ơi, để đây đây chút xuống, ta kêu bỏ đây xuống để cho bánh có chỗ. Ở gì để dầu, để chỗ dưới để dầu, có gì mình ôm mì. Để ra kia nước tương vô chút không? Nước tương với dầu lên trước đi. Nước tương đút đút lại cái này đi. Dạ đúng rồi, nước tương. Để từ đầu nè. Đây đây bắt mình nói dùng đi ha, các bạn mình nói dùng ăn. Mình kéo ra cắt này qua luôn. Nào đèn cúng nào đà đèn đà, bỏ đây đâu. Dạ xuống dưới giùm đi nè. Cái là đèn kéo đâu ra kéo thôi. Cái này hả gì? Đèn diễn. Tao mở ra coi. Nước tương đem lên trước à. Muối, muối và bánh kẹp để cho đỡ đây hả? Dạ. Đây má. Nè. Nè muối tiêu nè. Cái này chen vô chính giữa muối với đường để mất công lộn bịch muối bịch đường nữa. Nha nè cô. Nha 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 nè để đây, còn một phần nữa. Không còn yên vậy đó. Không còn có giấy yên vậy. Ê, 10 chai nước xong để lên trên luôn. 10 chai nước xong để lên trên đúng rồi. Nước xong tháo ra giùm con. Chắc ra không? Chắc ra không? Chạy đi, lỡ rồi. Đồ đem đủ chưa? Lỡ rồi. Ông hỏi đồ đem đủ chưa? Vậy nè, đường qua một bên, muối qua một bên, cắt nha, coi chừng nó lộn rồi, tới muối, tới nước. Muối đi, để vậy có thầy. Để thầy có thầy đi. Đúng rồi, tháo ra nguyên tháo.
À, để nguyên bạch vậy đó, để nguyên hỏi phải để cái bụng này nè. Rồi, đổ chân, trời ơi. Kệ đi. Để muối nè, muối đi. Muối đường. À, đi đi đi. Giờ hai người cho mình đi 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 luôn nha. Làm đi. Bao gạo với bịch ngang vô rồi bắt đầu ở trên đây trước chưa tự dưới mình đi lên trước mà mẹ em á mẹ em có thân làm đây được rồi mình lấy này chị Phương lên bắt thân đi chứ đây đã làm ba thứ chị Phương được 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 quay bây giờ nè chia ra nha chị Thảo lên đây bắt bao thân ha chị Thảo ngồi đây đi chị Thảo phát bao thân chị Thảo phát bao thư với dầu rồi chị Năm phát nước tương với đèn bác Thanh phát dầu sữa đồn ba món và thêm một người ở đây là mứt muối nước xăm bên kia là khẩu trang với lại muối rồi kia xíu dạ rồi ngồi xuống đi chị Phương qua đây nè chị Phương ngồi đây nè chị Phương ngồi đây đi bác bao thư hả quên mà bệnh hả tao ngồi bệnh đi em lấy bỏ tiền cho rồi bây giờ anh cho tao ngồi đàng hoàng nha bây giờ khoan khoan để ở đó thôi cứ ở đó đi cái này xong rồi đi ra chị Thiện qua đây ngồi đi Thiện chị Thiện ngồi đây đi chị Thiện phát gì đâu rồi chị Thiện phát nước tương đèn rồi dì Kiên qua đây dì Kiên phát dầu dì Kiên phát một chai dầu bịch sữa bịch đường bỏ thứ một từ từ chưa xong mà bao ni lông của cái này đâu từ từ thôi lùi về chút đi lùi về mỗi người phát 3-4 phần luôn xích lại dừng đây chút nè gì kia xích vào đây má Thanh xích vào đây luôn rồi ngồi đây đi vậy đó vô cứ mỗi người thần vậy nha vô hai chia bên đây chị ngồi nước chay nước chay ngồi bên đây nữa ở bên đây chị ngồi nè đó ngồi đó đi rồi chị ngồi đó luôn đi bên đây thiếu mà từ từ tôi vô nè gì là bỏ đèn cái gì đèn dầu sữa đường chị Kim thì bỏ ngọn mũ này muối nước sâm qua bên kia bà Cang là khẩu trang với muối hả hón vô đây đi lên hả mày ở dưới kìa có được xe tiền hả bỏ này rồi dạ bỏ gì Năm thì bỏ nước tương với đèn má Thanh bỏ ba món này con Huệ bỏ hai món này nữa kia trước mắt bỏ một cái rồi giờ thiếu người quá dạ đúng rồi rồi cái gì bỏ một bịch muối chai nước sâm ấy một thôi rồi một bịch muối ba bịch chai nước sâm rồi đem qua sao đem quay qua bển rồi khẩu trang vậy chuyền qua đây nè vậy cầm cái bịch lên luôn vậy cầm cái bịch lên để qua đây nè vậy cầm bịch kéo qua đây đó tiền kéo vào đây được rồi khẩu trang muối tiêu chưa đưa đồ lên. Rồi nè mẹ. Á trời ơi.
thôi, mình tao làm. Dạ, để tới đây được rồi, để tới đây được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh cho Tôn Đức Tăng, Chúng Ni Quan Hỷ, Quan Lâm Địa Chính Điện sắp hai hàng để tự dâng lời tấm Phật thánh dường. Nam mô A Di Đà Phật.